Ok, đã xong rồi nha cả nhà. Hấp dẫn. Món phèo bò xào dưa cải chua. Rất ngon. Vừa xong luôn. Lời đầu tiên mình bỏ miền Tây của tôi. Chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ. Này làm ơi, đi làm ăn là cực kỳ ngon. Giờ là làm ra ăn phân nửa. Quá ngon. Khi phèo non mình muốn làm cho nó ngon là mình hấp trước nha. Hấp cho phèo nó chín trước. Như hồi nãy hấp hành đó. Hấp hành xong phân nửa. Để ăn hấp hành phân nửa để mình xào với dưa cải chua nè. Đó, rất ngon nha cả nhà. Nhớ xem và ủng hộ, like và chia sẻ Đình Bảo miền Tây quê tôi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào cả nhà thân yêu. Đó, rất ngon. Gãy miếng tiêu nữa là xong nha cả nhà. Rất là hấp dẫn luôn. Phèo bò xào dưa cải chua. Ayo. Chào cả nhà thân yêu. Hôm nay nấu món lòng phèo bò với hành. Đi chợ Walmart á. Nên đi Walmart thấy nó bán lòng phèo bò mà non á. Cả nhà coi là rất ngon. Giờ em rửa sạch nha. Rửa sạch với nước muối nào, rửa cho nó sạch, khử khử mùi hết nha. Khoảng 2 kg hơn á. 2 kg. Rồi, bây giờ mình là lấy cái phèo này mình hấp với hành nha cả nhà. Thành phần ướp thì rất đơn giản. Mình rửa phèo xong mình để cho nó ráo nha. Bắt đầu ướp vô gia vị. Là mình ướp gồm có muối tiêu. Để lấy muối tiêu. Khoảng chừng một muỗng muối tiêu thôi. Muối tiêu rồi mình cho một miếng bột tỏi nha cả nhà. Bột tỏi chút xíu thôi nha. Một dòng được rồi. Để cho lấy cái mùi thơm á. Rồi sau đó mình mới xài bột nêm. Mình dùng bột nem của chicken á. Chicken powder. Cả nhà cho 2 muỗng nha. Muỗng đó nhớ cho dằn tí xíu đường. Phần một góc đường nhỏ xíu thôi nha. Xui. Muối tiêu ít quá, mình cho thêm tí xíu tiêu nữa nha cả nhà. Đó. Trộn đều lên, bắt đầu. Cả nhà trộn đều nó lên. Trộn đều, cả nhà chờ khoảng chừng cho nó thấm á. Khoảng chừng tiếng rưỡi 2 tiếng thôi nha. Tiếng rưỡi cũng được. Trộn lên cho nó thấm, làm cho nó thấm xong rồi bắt đầu mình mới hấp nha. Đó. Cái nhà trộn đều lên, có mùi thơm rất ngon. Cho vô tí xíu dầu ăn nha cả nhà, tí xíu thôi để lấy cái độ dầu cho nó mượt á. Rồi ướp vậy thôi, sơ sơ vậy đó.
Ok, đơn giản. Đó. Em ướp 2 muỗng bột canola, chicken vegetable với tiêu, và miếng muối tiêu, dặn thêm miếng tiêu nữa, để đó cho nó thấm trong vòng tiếng tiếng mấy. Sẽ trở lại sau nha cả nhà. Cho nó thấm chút. Rồi, trở lại với cả nhà sau 1 tiếng tiếng mấy nha cả nhà. Cho cái lòng cái phèo á nó thấm. Khử mùi rất thơm nha. Rồi, bắt đầu mình mới bỏ nó vào. Bỏ nó vào trong cái tịch cái này nè, cái này để hồi mình hấp đó nha cả nhà. Đó. Thành phần hấp rất đơn giản, củ hành vậy thôi. Mình có hành lá nữa mà mình hấp củ hành trước. Khi một hồi nữa đó nó chín rồi á, mình mới bỏ hành lá vô nha cả nhà. Cái này cần nhiều hành lắm nha, nó mới ngon nha. Nó mới thơm. Cả nhà xài chừng khoảng 2 củ này, 2-3 củ vậy đó. Chắc 3 củ cả nhà, 3 củ là ngon à. Đó, mình làm 3 củ thôi nha. Đó, 3 củ hành. Ba củ hành mình trộn với phèo. Đó, là mình trộn củ hành mình ướp xong rồi đó. Đầu mình mới bỏ củ hành vô nha. Để khi mình bỏ củ hành vô á là cho nó có cái độ hành đó, nó thơm á. Cả nhà cái việc ấy hành ra. Mình không ăn củ hành nha, mình chỉ ăn cái phèo phèo bò thôi. Củ hành này chủ yếu mình ướp vô á cho nó thơm nha cả nhà. Đó. Khi mình hấp lên á, mình hấp nó lên là nó rất thơm. Mình để một lớp củ hành ở dưới nha. Cái này một hồi nữa mình chỉ lấy cái phèo thôi, không có lấy củ hành. Xong xuôi đổ vào. Rất đơn giản. Ok đu. Đó, rồi. Bây giờ mình để đây. Mình bắt cái lọ nước lên. Khi mà nước nó sôi á, chờ nha cả nhà, chờ nó sôi á mình mới để nó vô nha. Đừng có để bây giờ cái phồi nó bị chai. Đó. Khi mà nước nóng á để vô rất là ngon. Rồi, trong khi chờ đợi mình mua được strawberry luôn. Mùa này khó có strawberry lắm mà mua được. Để đó gọt xong một hồi ăn sau. Bắt đầu hành lá. Hành này trồng luôn nha cả nhà. Ai da. Rớt rớt. Hành này trồng á. Hành thì mình xắt ra khoảng chừng khoảng chừng 1 khúc vậy thôi, cỡ này nè. Đó. Cái này là phần sau cùng mình mới để vô. Bây giờ mình chưa có để gì hết. Là hành củ. Này chừng khoảng nửa ký hành luôn cả nhà. Hành nhiều mới ngon. Mấy cái hành nhỏ nhỏ mình để trước cho nó lấy độ thơm luôn, không có cần.
thơm, lấy độ thơm trước nha cả nhà. Ngon lành. Con nó cộng xong xuôi rồi, khi mình chờ nước sôi á mình mới để nó vào cả nhà thấy không. Hấp đơn giản vậy thôi nhưng mà khi nó chín á ăn rất ngon. Sẽ trở lại với cả nhà nha. Khi nước sôi dù ok, cả nhà thấy nước sôi ha, bắt đầu mình mới bỏ nó vô nha. Bỏ vô hấp nha cả nhà. Mình lấy cái steam của nó đó, cái hơi nước nó lên. Ok đu. Ngon lành đó. Cả nhà chờ có khoảng khi nào mà thấy cái mình coi á, thấy cái guộc á mà nó đục màu nha, giờ đang trong nè, nó ngã đục màu là chính là lấy ra nha cả nhà. Đừng có để chín quá là không có ngon. Ok đu, xong xuôi, cắt sẵn rồi. Hành lá. Đó, có sẵn luôn. Đó, sau khi mình hấp chín rồi á, một nửa là mình để ăn với một nửa mình ăn với nước mắm. Nước mắm ớt. Còn một nửa là mình xào với dưa cải chua nè cả nhà. Dưa cải chua này là ở nhà làm luôn. Đó, bây giờ coi mình coi cái dưa chua nào mà nó to quá đó, cái mình sắc sắc nó ra cho nó vừa ăn. Đó. Tại hổm sắc mình muối mà vừa ăn rồi. Có mấy cái lá đó nó dài cái mình sắc lại thôi. Đó, đơn giản. Cái phèo này mà phèo bò này nè mà cả nhà làm chín á rồi cả nhà mới xào với cắt cả xào với dưa cải chua nè, bảo đảm cả nhà ăn rất là ngon luôn, hấp dẫn luôn. Một hồi nữa sẽ làm cho cả nhà xem nha, rất là dễ, đơn giản luôn. Đó, chứ nhầm người không biết á, xào cái phèo trước nó không ngon. Đó, cái đó là cái bí quyết đó nha, hấp cho phèo chín, xào xong cái dưa cải chua nè cho nó săn là cả nhà bắt đầu mới bỏ vô. Bỏ vô sắp nó, sắp cho nó nóng lên là xong. À, chung là cái gì cũng vậy, mình phải biết nó đơn giản. Còn cả nhà xào mà đem cái lòng ra xào á, cái phèo này xào hồi nó không có còn ngon nữa. Nó đi nó mất đi cái độ béo ở trong cái lòng của con bò đó, cái phèo của con bò đó. Cái phèo bò đó, nó tới con bò. Đó, mất đi cái chất béo của phèo bò. Đó, nên phải làm gì trước. Hấp hành một nửa. Rồi mình lấy đó một nửa, mình xào với dưa cải chua, ăn cơm rất là ngon luôn. Ở nhà làm thử món này nha. Ở Việt Nam không có phèo bò thì mình mua phèo phèo của heo cũng được nha. Phèo bò thì nó béo hơn. Đó. Cũng làm tương tự y hệt vậy đó. Rồi bắt đầu cả nhà mới hấp như nó. Hấp xong nữa là bắt đầu mình mới xào nha. Đẩy lại cho nó ủ cái hơi lại cả nhà, cho nó đừng có bay cái hơi. Rồi xong xuôi, vừa cải chua. Rồi mình có miếng hành để hồi củ hành đó, hồi mình xào. Xào với dưa cải chua cho nó săn lên. Sẵn đây làm tỏi luôn. Tỏi mình làm khoảng chừng 3 tép thôi. 3 tép tỏi là đủ nha cả nhà. Không cần nhiều quá, 3 tép đủ rồi. Làm gì trong thời gian đó mình làm sẵn. Mình ra đồ sẵn hết cho nó dễ làm á. Nó không có mất thời gian của mình nha cả nhà. Rồi mình hấp hồi nãy giờ là đúng 30 phút nha cả nhà. Đó, 30 phút á là thấy nó đã trong rồi. Giờ mình lấy ra mình bỏ hành vô.
Wow. Wow. Mình là chở nó coi nó có chín không nha. Cái phèo nó ra cái nước mỡ đó, nó tèo nó chín, nó chín nó tèo nước mỡ đó. Rồi bây giờ tới mình mới đầu mình mới bỏ, mình thấy nó chín rồi đó, mình bỏ hành lá vô nha cả nhà. Nửa tiếng chưa chín đâu cả nhà, tại vì cái này nó nhiều quá. Bây giờ mình chở nó lên, nó mới vừa chín tới thôi, không có chưa có chín lắm. Ồ, cái này quả chín rồi. Ok. Đầu mình bỏ hành lá vào. Ăn hành là rất ngon nha. Ồ, chưa miếng, chưa lấy miếng để hồi mình xào dĩ cái trái chua mình bỏ cho sao. Ok, chưa lấy ít nha cả nhà. Rồi mình bỏ vô mình hấp trở lại, mình canh là khi hành đã chín rồi là ok, hành nó vừa chín tới thôi nha, là lấy ra ăn. Sẽ trở lại sau với cả nhà trong vài phút. Rồi đã xong, tắt lửa. Đó, khi mà hành nó vừa chín tới nha cả nhà, rất ngon. Wow, đó cộng hành vừa chín tới thôi là xong. Quay cho cả nhà xem cái. Vô rất ngon nữa. Khói đó, món phèo hấp hành, phèo bò hấp hành đã xong. Cả nhà thấy nó chín không? Rất là ngon nha. Hấp dẫn lắm đó. Ngồi mình cắt nó ra, cắt nó ra nha cả nhà, chín rồi. Rồi mình đang làm sẵn cái món cái nước mắm gừng luôn nè, làm miếng nước mắm gừng chấm đó. Vừa xong. Nếu cả nhà yêu thích nhớ ủng hộ like và chia sẻ Đình Bảo miền Tây của tôi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Món phèo non, phèo bò hấp hành. Khói quá, mù mờ kiến luôn. Chúc cả nhà buổi tối buổi sáng thật vui. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi, cả nhà thử làm thử nha, rất ngon. Đó, để quay xa chút xíu cho cả nhà dễ thấy. Phèo non hấp hành. Đó, phèo bò non hấp hành đây. Rất ngon. Và sau đó mình ăn xong cái món này rồi mình mới xào tới dưa cải chua nha, để mình ăn nó trước cái đã, rồi cải chua mình xào sau, chứ bây giờ mình xào hai món ăn không hết. Vậy ăn món hấp hành trước rồi sẽ làm tới món dưa chua nha cả nhà. Đây. Có sẵn luôn rồi nè. Đó, này sau cùng đi. Này khi mình ăn xong á thì mình mới làm tới cái này nha cả nhà. Ok đu, chào cả nhà thân yêu lần nữa. Bye bye, hẹn gặp lại video kế tiếp nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi, bắt đầu làm luôn món phèo nha cả nhà. Phèo xào dưa cải chua. Xin miếng hút để nó hôi. Rồi mình bỏ vô tỏi.
tỏi với củ hành nha cả nhà, mình phi lên nha. Khi mà mình xào xăng tỏi với củ hành rồi đó, đầu bỏ vô cà chua vào. Nó phải nóng chảo gì mới ngon nha cả nhà. Thơm nóng thì mới được. Mình xào nóng gì đó mình lấy mùi chảo một cái cho dưa cải nó thơm ngon đó. Rồi bắt đầu mình bỏ miếng xoắn tay vô. Rồi. Xoắn tay mình có để sẽ chia sẻ cho cả nhà sao nha. Thường thường ưa làm mà xoắn tay để nhà lắm. Xoắn tay là mình làm là vừa có dầu hào, tỏi với củ hành với ngò bí xay nhuyễn. Bắt đầu mình mới bỏ dầu hào vào. Rồi thơm á. Dầu hào, nước nước tương với bột nêm. Vừa ăn luôn. Rồi mình bắt lửa cho nó săn lên. Mình xay có này gồm có tiêu, dầu hào với nước tương và tỏi với củ hành, hành lá mình xay nhuyễn trước, mình làm sốt để hôm nào làm cho cả nhà coi. Làm sẵn sốt ăn xào rất ngon, không có cần phải 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 tốn công đó, một muỗng là nó vừa ăn à. Để cái gì lần sau mình sẽ chia sẻ cho cả nhà nha. Đó. Vừa ngon. Bây giờ khi nó cho nó săn, cho này nó săn lên, nó hết nước nha, nó hết nước thì mình mới bỏ phèo vô đó, phèo này phân nửa hấp hành, phân nửa xào rất ngon. Chín rồi đó, thơm ngon luôn. Rồi giờ nó sôi thì nó săn cái ăn. Dưa cải mình làm cái nhà rất giòn nha. Giòn, nó chua mà ngon. Ok đâu. Xong mình bỏ phèo vào. Béo lắm cả nhà. Phèo bò rất là béo luôn. Mình xào gì nè, nó cái phèo nó không có bể, nó không có, nó vẫn còn thơm, vẫn còn ngon ở trong. Mình hấp rồi đó. Chứ mình để xào phèo sống mình xào hồi nó không có ngon nha cả nhà. Này nó đã chín rồi, nó mềm luôn nè. Mình chỉ cần nóng lên thôi là tắt lửa, nói tới chảy nước miếng rồi. Bỏ hành lá vào xong xuôi đó. Không bự quá. Rất ngon nha cả nhà nè, để cả nhà coi nha. Rồi, vô. Bớt bớt một phút là đi cả nhà thấy không, nó rất là hấp dẫn luôn. Lòng phèo non, phèo bò chứ cái non hoài, phèo là nó non rồi. Phèo bò xào dưa cải nhà thấy rất ngon ha. Cái này ha, ăn với cơm là thôi rồi, còn gì bằng nữa. Cái này mà khi nó vừa săn lên nha cả nhà, thấy cái cọng hành mình nó vừa hơi chín tới là mình tắt lửa nha, gãy miếng tiêu vô là xong.
nhà ta đó, cái nước phèo nó ra nè, cái nước béo á nó ra với dưa cải chua nè à, rất ngon này cả nhà, khói quá để sạch sạch chút à. Khi mà nó sôi tí xíu nữa là xong, mình tắt lửa là ăn thôi, tại vì phèo mình đã chín ngon rồi, mình chỉ xào lại cho nó nóng là xong. Bình bảo miền Tây quê tôi, chúc cả nhà buổi sáng buổi tối thật vui, nhớ xem và ủng hộ Bình bảo nhé, cảm ơn cả nhà rất nhiều, hẹn gặp lại video kế tiếp. Wow, ngon quá, xong xuôi rồi mình tắt lửa cho cả nhà, đừng có làm nhiều quá nó không có ngon nha. Đó, con tài cả nhà ơi, thông cảm nha. Đó, thông cảm bỏ qua. Rồi xong tắt lửa, món phèo non, phèo bò xào dưa cải. Bây giờ để cầm hai tay nè, rất ngon.